Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình cũng sẽ đưa đến anh em những cái phần quà nó khá là ngon. Có bảo cốt này, có con Huy này, và có trang phục này. Rất là nhiều những thứ cực kỳ ngon luôn anh em nhá. Rồi ok, thì ngày hôm qua mình cũng có còn hơn 150k con Huy ấy, 150.000 con Huy ấy. Thì mình cũng có tặng cho quà cho rất là nhiều bạn rồi. Thật sự với các bạn là mình tặng cho rất là nhiều. Và tặng thì giờ còn 107.000 con Huy. Đó, thì nói chung là các bạn cứ thích phần quà gì, cứ like, xem hết clip không thua này, đăng ký bật chuông thì các bạn sẽ được tặng quà bạn nhá. Còn nói chung là cái quân Huy ấy thì mình không thiếu, mình hết mình lại bùng lên, thoải mái luôn. Nhiều bạn là thích Violet, Thần Long, Tỷ Tỷ đúng không? Thích thì cứ bình luận ở dưới, chắc chắn là các bạn sẽ được tặng quà bạn nhá. Chắc chắn là các bạn sẽ được tặng quà luôn, chỉ cần làm đủ các bước và các bạn bình luận ở phía dưới thôi, ok chưa? Thì cái mã code ngày hôm nay thì mình cũng sẽ để ngẫu nhiên cho clip. Mà cái code này thì sẽ có giới hạn lượt nhập. Và khi mà các bạn vào nhập muộn thì nó sẽ báo là mã nó đã bị quy đổi hết mất rồi các bạn nhớ. Nên là các bạn mà mình cũng còn khoảng 3-4 cái mã nữa. Thì nếu các bạn thích thì trong những clip sau mình sẽ tiếp tục đưa tới cho bạn. Các bạn nhập, các bạn nhận quà này rất là ngon, rất là ok, rất là chất lượng luôn. Được chưa, ok chưa? Thì nói chung là cái mã code ngày hôm nay mình sẽ để ngẫu nhiên trong clip. Vì cũng có rất là nhiều bạn chúng ta xem clip chúng ta hay tua ấy, là mình sẽ để ngẫu nhiên để cho các bạn có thể gọi là chúng ta nhận được code, chúng ta đều phải tua nhá. Thì ở đây chúng ta đang có sự kiện quy đổi trang phục Harley Quinn, nhưng mà trang phục này chỉ có một ngày thôi. Tiếp theo gậy bóng chày này, đổi cái này cũng được. Thì chúng ta có thể đổi sang trang phục Harley Quinn nhưng mà chỉ có một ngày, chơi tạm tạm thôi các bạn đó. Trang phục thì chúng ta chơi tạm tạm thôi, không sao cả. Tiếp theo thì chúng ta có mấy cái sự kiện này. Đó, mấy cái sự kiện chơi 50 năm đồ các thứ đây, nhiệm vụ nhận quà này. Các bạn sẽ nhận được tên lửa bóng nước rồi các thứ này. Đó, và đồ Giáng sinh này. Ok, rất là nhiều thứ ở trong đây nhá. Rồi, và nói chung là trước khi mà đến với cái mã code thì mình cũng sẽ đưa đến tất cả bạn cái nhận quân Huy hoàn toàn miễn phí, cũng như là sẽ tặng quà trang phục quân Huy cho những bạn đang xem hết clip này và chúng ta không tua các bạn nhá. Đây thì bạn nào đang muốn nhận được quân Huy miễn phí ấy, thì nhớ là vào trang học viện liên quân.com, đường link mình có để phía dưới rồi. Thì ở đây mình cũng có nạp vào trong đây từ 200.000. Thì nạp vào trong đây 200.000 thì mình thấy là mình được tặng 12.000 quân Huy này các bạn. Đó, chưa làm gì đã có quân Huy để rút về nick, quá là ngon luôn đúng không các bạn? Thì khi các bạn ấy chúng ta nạp cột mốc từ 100.000 trở lên thì các bạn sẽ nhận được, đó chính là số lượng quân Huy được thưởng tương ứng nhá, cực kỳ ngon luôn, ok chưa? Thì trong đây mình thấy cũng có gift code, nói chung là nó cũng khá là ngon. Và vòng quay này, ok, chắc là mình từ từ mình sẽ gọi là quay quân Huy. Và mình nói chung là code này thì sức là mình sẽ thử sau. Còn mình sẽ quay quân Huy, mình rút về nick cho tất cả bạn xem nhá. Nói chung là rất là ngon luôn các bạn. Đó, rất là ngon luôn nhá. Ok chưa? Rồi, thì vòng quay ở đây mình thấy là vòng quay quân Huy tỷ lệ trúng 100%. Đó, mình sẽ click vào xem nó như thế nào bạn nhá. Đây, mình sẽ test và mình rút về nick luôn cho bạn xem. Thì khi mà các bạn đăng nhập vào đây ấy, các bạn có thể nhấn vào, bấm vào tôi, bấm vào tớ đi này. Bấm vào, ui, mình nhận được 1016 con Huy luôn. Đó, quá là ngon luôn không các bạn? Quá là ngon như thế luôn cơ mà. Nên là chần chờ gì mà các bạn không vào, các bạn nhận quà đi đúng không? Thì ở đây đã có rất là nhiều người trúng được 10.000 con Huy này. Rất là ngon, thì mình cũng sẽ quay test luôn nhá. Đó, để xem liệu mình có đúng là mình trúng được 10.000 con Huy hay là không nào. Ok, có đúng không? Ui, vậy là chính xác mình trúng được, chúc mừng bạn trúng 10.000 con Huy luôn này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Quá là ngon. Đây, mình quay test thêm một lần nữa cho bạn này. Đó, quá là ngon luôn các bạn nhá. Chỉ với mấy chục nghìn là bạn đã auto trúng được 10.000 con Huy, các bạn rút về nick rồi. Đây, mình xem, ui, lại trúng tiếp này. Thì sau khi mà đã trúng 20.000 con Huy thì mình sẽ rút về nick xem liệu có đúng hay là không nhá. Ở đây thì các bạn có thể nhập cái ID nick của các bạn. Đó, mình sẽ nhập cái ID nick của mình vào trong đây nhá. Tiếp theo thì mình có nhập ID của mình vào đây rồi thì mình sẽ rút 9999 con Huy về nick, thử xem có về nick hay là không bạn nhá. Mình sẽ thực hiện luôn này. Ok, vậy là đã rút quân Huy thành công, xin chào admin duyệt. Thì chắc là giờ mình sẽ quay về nick kiểm tra xem chúng ta đã nhận được 9999 con Huy về nick hay là chưa. Ok chưa? Hoặc là muốn nhận quân Huy miễn phí thì vào đây rất là ngon luôn bạn nhá. Đây rồi, ok, thì mình quay lại vào trong nick thì mình thấy là đã có con Huy vào trong nick rồi này các bạn, rất là nhanh luôn. Đó, 117.000 con Huy này. Giờ thì thoải mái để tặng những cái phần quà cáp cho các bạn thôi. Ngày hôm qua thì có rất là nhiều bạn cứ đòi mình trang phục Thần Long Tỷ Tỷ,
với là già Muay Thái ngày hôm qua thì tặng chục người, gần chục người trang phục chiến thần già Muay Thái. Vì khi mà tặng quà cho bạn ấy thì mình còn phải làm rất là nhiều cái như là kết bạn này, xong thì chờ các bạn vòi quà hoặc là nhắn tin, xong rồi tặng quà xong để xóa kết bạn đi, để phải kết bạn mới này khá là lâu. Hoặc là bạn nào muốn tặng con Huy thì có thể bình luận phía dưới luôn, thì mình sẽ tặng con Huy cho tất cả bạn nhá. Ok chưa? Thì nói chung thì hiện tại sự kiện chúng ta cũng đang có khá là nhiều. Đó, đang có rất là nhiều sự kiện để cho các bạn chơi luôn. Và sổ sứ mệnh thì mình nói chung là các bạn cũng nhớ này, là mình cũng không hay chơi game đâu các bạn. Đây, sổ sứ mệnh mình chưa thèm nhập luôn. Tại vì khi mình vào trong game ấy, mình chỉ ngồi mình tặng quà cho tất cả bạn thôi, chứ mình cũng chả làm cái gì cả. Đó, các bạn thấy này, mình có thèm cày sổ sứ mệnh, có thèm chơi cái gì đâu. Đây, đấu hạng nó còn 10 trên 10 trận luôn này các bạn. Đây, đấu hạng phần quà nó còn 10 trên 10 trận luôn này. Mình có hay chơi đâu, nên là mình thường làm clip để mình đưa đến các bạn những cái lỗi bung này, lỗi game. Thì ngày mai ấy ngày mai các bạn nhớ, mình sẽ đưa đến các bạn trong video sau đi, mình sẽ đưa đến các bạn một cái lỗi game để các bạn nhận cái ruby này. Các bạn nhận ruby nhá, hoàn toàn miễn phí luôn. Các bạn có thể quy đổi sang cái gì đó, hoặc là quy đổi cái vé quay kho báu này, hoặc là các bạn làm gì, nói chung là tùy các bạn thôi. Thì các bạn sẽ nhận được cái ruby, nên là các bạn nhớ, hoặc là nếu mà muốn mình hướng dẫn cái video bung ruby thì bạn nhớ là đón xem những clip sau nữa, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhá. Rồi thì chắc là clip của mình cũng kết ở đây. Muốn có nhiều con Huy thì cứ vào trong đường link shop mình để phía dưới bạn nhá. Chào tất cả bạn.